Ngày 1 tháng 10, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng có mặt tại hiện trường vụ phá rừng xảy ra ở thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, để ghi nhận cả khoảnh rừng bị phá trắng. Tại hiện trường, hơn 160 cây thông trồng khoảng năm 2002-2003, có đường kính gốc từ 15-40cm đã bị cưa hạ. Ngoài ra còn nhiều cây gỗ tạp, cây dẻ rừng nằm trong khu vực rộng khoảng 1.700m2 bị phá sạch. Khu vực xảy ra phá rừng thuộc lô B khoảnh 3, tiểu khu 274A, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Theo đại diện đơn vị chủ rừng, hiện trường vụ phá rừng chỉ mới xảy ra cách đây 2 ngày. Các đối tượng có thể đã lợi dụng trời mưa và sử dụng cưa điện giảm âm để tránh bị phát hiện. Ngoài ra, ngay sát khu rừng vừa bị phá, một khoảnh đất rừng khác cũng bị người dân phá, lấn chiếm và hiện đã trồng một số loại cây ăn quả nhưng chưa bị xử lý giải tỏa. Thì đối tượng là nó cắt hạ xuống cái đối với diện tích đây, anh em đo vẽ tính toán ban đầu nó khoảng 1.700m2. Sau khi các hiện trường thì thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo của ủy ban nhân huyện thì đơn vị chủ rừng đang tập trung dọn dẹp cái hiện trường để đưa vào thực hiện cái khôi phục rừng ngay lại trong tháng 10 này, vì hiện nay nó đang còn trong cái mùa trồng rừng. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà vừa có chỉ đạo hỏa tốc giao công an huyện phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh điều tra làm rõ đối tượng vi phạm, sớm hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời giao đơn vị chủ rừng tiến hành trồng lại rừng, phục hồi lại rừng bằng cây giống lớn ngay trong năm 2022.